truyền của người Việt Nam và người Á Đông. Thành tâm chúc quý vị một năm mới hạnh phúc, vui vẻ. Việc đời cũng như việc đạo đều tiến bộ. Vậy được chưa? Này, quý vị năm mới mà không có đi hội chợ, rồi cũng không có ở nhà ăn Tết, mà bỏ thì giờ đến thăm sư phụ, sư phụ cũng rất là cảm động và rất vui mừng. Tại sao học trò của sư phụ á, họ muốn mời sư phụ mấy ngày Tết này đi hoằng pháp đó, kêu rưỡng về đây nói pháp đó, nhưng mà sư phụ từ chối. Tại sao? Thứ nhất, sư phụ nghe nói có vị nào đó Việt Nam, minh sư gì Việt Nam đó có nói pháp trong mấy ngày này, nghe nói thôi, không biết phải không. Thì sư phụ nói thôi, có người nói thôi, mình cũng vậy mình nói nữa, rồi hai bên chia ra làm sao. Để cho họ nói trước, phải không? Một người nói đủ rồi thì ai cũng tới đó nghe hết rồi. Ví dụ người khác nói rồi ai cũng tới đó hết nghe, chứ giờ nói hai chỗ hai lần một lúc rồi biết đi nghe chỗ nào, phải không? Rồi thứ nhất, thứ hai, ngày Tết để cho đồng bào người ta đi hội chợ. Người ta bận quần bận áo rồi chạy tới chạy lui cho nó vui chứ. Cả một năm mới gặp nhau một lần mà, đi hội chợ hoặc là đi mua những sắm những cái đồ đặc biệt ở trong hội chợ đó. Chứ bây giờ đi nói pháp rồi người ta đến ta nghe kinh hết rồi hội chợ không ai đến nữa, cũng mệt, phải không? Không rồi đồ đạc mua không được. Hội chợ là những cái ngày mà nó đi mua được đồ đạc đặc biệt đó. Thành ra sư phụ nói thôi, Tết không có đi thư pháp. Nhưng mà quý vị tuy rằng không có nói năng gì hết, không có đăng báo gì hết, mà quý vị cũng tìm tòi đến đây được, sư phụ cảm thấy rất là an ủi. Và kinh xin cầu trời Phật phù hộ cho quý vị, tất cả những điều gì mong muốn đều thành tựu. Nhưng mà mình muốn những điều lành thì nó dễ thành hơn. những điều dữ thì nó cũng có thể thành mai mốt, nhưng mà nó quay trở lại mình thì nó hơi mệt. Theo giáo lý nhà Phật thì có nhân quả mà, phải không? Mình muốn lành thì nó có lành, muốn dữ mai mốt nó cũng sẽ trở về dữ. Thành thôi mình muốn những điều lành cho nó khỏe vậy thôi, chứ không phải trời Phật cấm mình đừng nên muốn những điều dữ. Quý vị có muốn hỏi hay gì không? Thì thường được nghe những danh từ như là ông Phật, ông Tiên, ông Thánh, ông Thần. Vậy chúng con xin hỏi là những cái danh từ đó là có thể là có, chắc nhưng mà chứng minh là có. Nhưng mà vì là vấn đề khoa học huyền bí, và chúng con xin hỏi là đó có phải là những cái quả vị, những cái cấp bậc của từng vị một theo cái khả năng tu hành mà đạt được. Như vậy thì trong cái cõi vô hình chắc phải có một cái hệ thống chỉ huy, có một cái sự điều khiển nào đó. Như vậy xin sư phụ giảng cho biết là sự khác biệt giữa những cái quả vị đó và cái sự hệ thống chỉ huy nó như thế nào, nó có hay không trước khi trong cái đời sống của cõi âm. Kính thưa sư phụ. Very good. Trong cái thế giới hữu hình của mình đó, thì cái giới vô hình nó có cũng nhiều cấp bậc. Như hồi nãy bác hỏi cái câu nói đó là rất là đúng. Nên là trong thế giới vô hình nó cũng có những cái cấp này cấp kia đó, tùy theo cái sự tu hành của mỗi người, cũng như ở trong xã hội nó có nhiều địa vị khác nhau tùy theo cái học vấn của mỗi người. Quý vị hiểu không? Thì thí dụ như mà mình kêu mà thần quỷ đó, tức là những người mà chết mà nhưng mà có oai lực nha, có thần thông, có thể kiểm soát những cái ma quỷ khác mà nó yếu đuối hơn. Thần á là những người mà được biệt phái tới một địa phương nào đó đặng mà lo những cái việc mà nhỏ nhỏ cho những cái địa phương đó. Thí dụ như cảnh sát, cục cảnh sát nào đó lo vào một cái địa phương nào đó đặng điều hành những cái lo, giao thông ở bên đó và điều hành những sự an ổn trật tự cho một cái nơi nào đó. Né? Thì những cái vị thần đó có nhiệm vụ phải kiểm soát những con ma con quỷ đi về bạ đó, chọc phá người ta đó, ví dụ vậy đó, rồi báo cáo với Diêm Vương, ví dụ vậy đó. Còn những ma quỷ nào không chọc phá thì thôi. Và coi nhiều khi người dân chúng họ muốn những cái điều nhỏ nhỏ gì đó, thấy chưa, để giúp đỡ cho họ. Như đó là địa vị của thần. Còn thánh á, là những người có quyền phép cao hơn, trên mấy ông thần nữa, có thể cứu giúp một số người mà tin tưởng họ đi lên thiên đàng, nhá. Đó là thánh.
còn thánh mà cũng có nhiều vật, cũng có nhiều bậc nữa. Nhiều bậc nữa, ví dụ thánh cao, thánh thấp, thánh tổng bộ hoặc là thánh thánh địa phương, chưa? Thì cái đó cũng, nó cũng hơi dài dòng, cũng phải nói thì phải cái chỉ mặt ra mới nói được, thấy không? Ví dụ bác gặp ông thánh nào đó, rồi ông thánh ông xưng ông là gì, rồi bác lại bác tra hổ tra gì, tra sổ bộ đó, tra không nổi. Ví dụ bác hỏi sư phụ thì sư phụ cũng có thể nói được ông thánh đó là ông bậc gì, chứ bây giờ hỏi lông bông vậy thì cũng không biết được nào mà nói ha. Rồi còn một bậc cao hơn nữa, thánh tiên thì cũng giống giống như nhau ha. Còn cái mà mình kêu bằng thiên thần đó là những vị mà làm việc ở trên trời. Những vị đó cũng như là những người làm việc hành chánh ở trong một chánh phủ vậy đó. Mỗi cõi trời có thiên thần của họ. Thiên thần và thánh làm việc cho những cái vị giáo chủ của cái cõi trời riêng biệt đó. Còn những vị giáo chủ của cõi trời riêng biệt nào đó là những vị có phước đức lớn. Thí dụ trong ba cõi trời mà ở trên cõi đất của mình đây đó, trên một bậc đó, thì có ba vị giáo chủ riêng đó. Những vị giáo chủ đó phước đức lớn, mà từ vị giáo chủ thứ nhất tới vị giáo chủ thứ hai chỉ là những người tầm thường mà có phước đức lớn được làm, mà nhưng mà đời đời kiếp kiếp phước đức lớn lắm đó mới được làm trời của hai cái cõi đó. Cái vị trời thứ ba là cái vị trời đó không có bị đổi ngôi hoài, nhưng mà lâu lâu cái cả toàn bộ cái cõi thứ ba nó bị hủy diệt đi thì vị đó cũng mất quyền ly, mất quyền chức. Đợi khi nào mà trời đất lập lại một cái cõi khác ha, thì vị đó mới được lên làm nhé. Còn cái hai cõi trời phía dưới đó, tức là cõi của mình là không có kẻ ha, rồi cõi thứ nhất rồi cõi thứ hai, hai vị đó nhiều khi hết quyền ly, hết quyền lực, hết phước đức rồi phải trở xuống làm người nữa, hoặc là nhiều khi làm súc vật nữa. Bác có hiểu đó kêu là những vị giáo chủ của cái cõi tiên đó. Còn bây giờ Phật á là những vị mà supposed tiếng Việt nói là gì hả? Giả sử là không quan tâm quan sao chính là vì mà lẽ ra đó, nói đúng theo cái nghĩa của Phật đó là đã vượt khỏi tất cả những cái sự kiểm soát của trời đất, quý vị có hiểu không? Vượt qua tất cả rồi, nhưng mà những vị Phật đó vẫn tôn trọng cái luật lệ của trời đất, hiểu chưa? Vẫn tôn trọng cái sự kiểm soát của đất trời, bởi vì như vậy làm việc với nhau cho nó dễ. Như vậy đó là quỷ thần thánh tiên Phật trời Phật, bác hiểu chưa? Hey. Theo cái danh từ thì nó như vậy đó, nhưng mà nhiều khi á người trần của mình á dùng nó khác nhau. Ví dụ đụng ai cũng kêu Phật, đụng ai cũng kêu thần, đụng ai cũng kêu thánh, thì cái đó không thể nào mình mà cậy mà nói rằng sư phụ nói sai được, hiểu chưa? Tại vì cái conception, cái quan niệm của mỗi người về thần thánh trời Phật nó khác nhau, bác hiểu không? Nhưng mà nếu đúng theo cái danh từ của nó thì nó cái cấp bậc nó là như vậy đó. Bác còn muốn hỏi chi? Bác có mặn, bác có vừa ý không? Là như vậy thì sao sư phụ nói là chứng minh là như vậy, là thì khi con người chết đi đó, tức là có cái đời sống của linh hồn, thì cái đời sống của linh hồn như vậy cũng không được tự do, tức là cũng vẫn phải có một cái sự chỉ huy, cũng sống trong một cái thế giới, cũng có những cái cấp bậc để mà chỉ huy mình. Như vậy thì cái đời sống linh hồn đó là cái đời sống vĩnh viễn hay là còn cái đời sống nào cũng khác, tức là cái linh hồn nó còn có chết gì một lần nữa để trở thành một cái khác nữa hay không? Có. Nhưng mà sư phụ đã nói rồi, nếu thành Phật á là vượt qua tất cả những cái sự kiểm soát của trời đất mà. À, không nghe hả? Cấp bậc cuối cùng đó. Nếu mà đúng là một vị Phật á thì như vậy nhá. Nhưng mà còn những vị nào mà dưới Phật đó, hoặc là dưới những cái sự giải thoát đó, có những vị thánh đã giải thoát rồi nhưng mà họ chưa thành Phật, họ chưa thành cái cấp bậc cuối cùng đó, hiểu không? Bác hiểu không? Cái giữ đó đi. Thí dụ như Bồ Tát á, nhiều khi họ thoát khỏi cái sự kiểm soát của đất trời, họ thoát khỏi luân hồi sanh tử rồi nhưng mà họ chưa thành Phật. Đấy, bác hiểu chưa? Thí dụ như một sinh viên đại học đã tới năm thứ năm của trường thuốc rồi nhưng mà chưa có thành bác sĩ thôi, nhưng mà mình không thể nói họ là học trò trung học được, không thể nói họ không biết gì về vấn đề thuốc men hết, bác hiểu chưa? Rồi còn những chúng sanh khác, thí dụ như chưa có thành Phật đó,
hoặc là thần á, hoặc là tiên á, thánh này kia đó, thì họ phải luân hồi làm người trở lại, hoặc là làm một cấp bậc thánh nhỏ hơn, hoặc là làm một bậc thánh thần cao hơn. Thí dụ như làm sao mà luân hồi hả? Cái luân hồi cấp trên nó khác như luân hồi của cấp của mình. Thí dụ như bây giờ, thí dụ như có một cái cấp, một cái tầng trời rất là cao, rồi có một gia đình đó muốn có thêm một đứa con hả? Giống như mình như này, cao nhưng mà không phải rất là cao, không phải là tối thượng đó, bác hiểu không? Có nhiều cấp mà, giữa cấp trung trung đại khái ha. Có một gia đình nào đó họ muốn có một đứa con thêm nữa, cũng như ở dưới nhà này mình muốn có thêm một đứa con nhỏ vậy đó. Ở dưới nhà thì mình phải đi cưới vợ cưới chồng rồi mới có bầu mới sinh ra con. Còn ở trên cái cấp đó nó khỏi cần, nó chỉ dòm xuống nó coi cái cấp dưới, cái tầng trời dưới có người nào mà có vẻ cao cấp một chút đó, có vẻ thích hợp với cái đời sống của gia đình của họ đó, thì họ chú ý người đó, rồi họ mời họ đó, người đó lên, cái linh hồn của người đó lên làm con trong cái gia đình của người này, tức là cấp bậc còn nâng cao thêm một chút. Nhưng mà họ chỉ dùng lực lượng trí óc tập trung thôi, những cái hào quang của họ phải tập trung lại một cái trung điểm đó, rồi tự nhiên cái hình hài của cái người mà ở cấp dưới đó hiện lần lên, hiện đầu, hiện tay, hiện mắt, hiện mũi á, rồi từ cái sanh ra một người vậy đó, sanh bằng hào quang, bằng cái sự ước muốn của những người cấp trên, chứ không phải sanh bằng xác thịt, không phải sanh bằng sự nghĩa là chung đụng nam nữ đó. Đại khái vậy là có nghĩa là mình nói cái lúc đó là cái linh hồn nó luân hồi lên trên, hay không? Cái mà nó sanh trưởng lên nó làm một cái cấp khác, cũng cái linh hồn nó cũng sanh ra một lần nữa, phải không bác? Vâng. Nhưng mà nó không giống như bên mình, nó có đau đớn khổ sở, không có luân hồi sanh tử, không có khóc la âm sùm vậy đó. Nhưng mà là... khi mà đã thành Phật rồi thì không có luân hồi kiểu này á, kiểu nào cũng không có luân hết á, muốn đi đâu đi vậy đó, muốn sanh chỗ nào là tự sanh, muốn làm cho ai là làm, muốn cứu ai thì cứu. Nhưng mà cũng phải coi cái sự mà nghiệp báo của những người đó, hoặc là cái lòng của họ muốn hay không cứu nữa, chứ không phải mình muốn cứu ai cứu đâu. Thí dụ con gà mà bây giờ mình bắt nó uống sữa, nó làm sao nó uống? Con mèo rồi mình bắt nó đi nó ăn mấy cái đồ mà của con trâu, nó bắt nó ăn cỏ, nó làm sao nó ăn? Quý vị hiểu chưa? Còn gì nữa không? Không phải sư phụ nói rằng quý vị sợ quý vị không hiểu, tôi sợ cái sự mà diễn đạt bằng lời nói của sư phụ nó không có đầy đủ. Bởi vì làm sao mình nói được những cái chuyện mà ở thế giới mình không có. Nó khó nói hay chưa? Cái ngôn ngữ nó khác, cái đời sống nó khác. Ví dụ như hồi xưa quý vị chưa có qua Mỹ, quý vị tưởng tượng rằng nước Mỹ như thế này, như cái kia như thế nọ, phải không? Nhưng qua đây nó cũng hơi khác chứ, phải không? Đâu giống như cái óc tưởng tượng của mình đâu. Nó cũng làm việc cực thế mồ, mình tưởng đâu qua Mỹ ai ra tiền xài như nước, muốn gì được đây. Ôi dù, muốn gì cũng làm cực khổ thế mồ. Rồi không có xe là như không có cẳng vậy đó, phải không? Việt Nam mình đi đâu cũng khỏe, ở đây không có xe là như không có cẳng á. Thí dụ vậy đó hả? Rồi con cái qua đây nó cũng khác nữa. Ở Việt Nam mình muốn đi đâu mình tự do, kêu taxi nó lẹ, ở đây kêu taxi mắc thế mồ. Mà cũng không biết đường đi nữa, đâu biết nói tiếng Tâm gì đâu. Được kêu con gái nó chở thì nó bận cả ngày, nó đi làm việc đâu có rảnh mà tối ngày đi chở mình như với Việt Nam đâu, phải không? Còn chi nữa không bác? Xin cảm ơn sư phụ. Còn ai hỏi gì nữa không? Come here. Đợi chút, bên đó nó ở. Bên đó hỏi trước đi. Không hả? It's not easy for me to speak Vietnamese today. Sư phụ nói tiếng Việt nó hơi cứng quá, tại vì mấy ngày này, ngày nào, đêm nào, một ngày nói, cả ngày cả đêm đều nói tiếng Anh hết á. Từ ngày hôm qua tới bữa nay mới nói tiếng Việt thôi. Nên sợ rằng cái sự diễn tả nó không có được lưu loát, sợ quý vị hiểu, khó hiểu, chứ không phải là nói quý vị không có thông minh mà cứ hỏi lại hỏi đi hoài có hiểu không, hiểu chưa? Dạ thưa sư phụ, ba con mất được trên một năm nay đó sư phụ. Trước khi mất thì ba con coi video tape của sư phụ, rồi lúc mà nhắm mắt đó, thì con có nguyện Nam Mô Thanh Hải Vô Thượng Sư để rước cái hương linh của ba con đi đó. Mà cái sự mất mát của ba con làm con đau đớn tới bây giờ, nó thay đổi cái cuộc sống của con cứ đau đớn, cứ suy nghĩ về ba con hoài. Làm sao mà con biết được mà ba con an lành ở bên thế giới bên kia để thì con phải tu vậy? Cô phải tu, cô đặng cô tự thấy. Chứ giờ sư phụ thấy, sư phụ nói cô chắc gì cô tin, mà sư phụ cũng không nói nữa, chuyện này chuyện cô, chuyện đó chuyện của sư phụ đâu mà nói. Dạ, con làm cách gì để giúp được hương linh của cha? Phải cô. Đi tu, phải đi tu. Phải tu hành, phải tự trì giới, phải tự ngồi thiền, thấy không? Rồi mình, cái phước đức của mình ảnh hưởng tới những người thân của mình chứ. Cái bằng nhất nhân chứng đắc cửu huyền thăng ấy chứ. Sư phụ nói năm đời là ta khiêm nhường
À, chứ nói cửu huyền ở Việt Nam nói cửu huyền thăng này, hiểu chưa? Cửu huyền thất tổ, mà sư phụ chỉ nói năm đời thôi mà có người còn không tin. Ta đã hạ giá tới một nửa rồi mà còn không chịu. Cảm ơn sư phụ. Nếu nghĩ rằng có trời Phật đó, vậy ngồi thiền phải không? Vậy làm những điều lành trì giới, hiếu đạo cha mẹ, hòa thuận con gái vợ chồng ha. Mà người nào muốn đi xuất gia thì đi, người nào không đi thì ở nhà làm những người công dân tốt cũng vậy thôi. Nghĩ cái đó là biết sư phụ không có dạy điều bậy, khỏi có nghi ngờ. Thí dụ như nói là sư phụ dạy không biết có được hay không, thì ít ra sư phụ cũng dạy cũng đâu có khác gì những điều trong chùa hoặc trong nhà thờ đâu. Mà không phải nghi ngờ chi cho nó mệt, chứ mệt ốc phải không? Cứ đi theo, cứ tu đi, rồi mình tự mình thấy, tự mình biết chứ, phải không? Ví dụ như học trò sư phụ nhiều, kỹ sư, bác sĩ rồi đủ thứ chứ. Việt Nam cũng có, ngoại quốc cũng có. Thí dụ sư phụ gạt thì gạt được người thôi chứ gạt mà nhiều dữ vậy. Toàn là những người có trí thức không sao gạt ta được. Mà có nhiều người đi theo học biết bao nhiêu là thầy rồi đó. Nhiều người học 50 ông thầy rồi, nói cho quý vị hay, mới đến sư phụ đó. Đến rồi là đến luôn. 50 ông thầy mà tất cả những vị minh sư trên thế giới họ đều biết tên hết tuổi hết đó. Những người mà quý vị chưa biết tới nữa họ cũng biết luôn đó. Làm sao gạt mấy người đó được? Trời ơi, nó có sẵn trong đầu á. Có sẵn trong đầu. Thành ra mình phải tu cho đàng hoàng. Nếu thí dụ nghĩ rằng sư phụ, cái đường lối của sư phụ tu không có hại gì mà có lợi, thì đi theo sư phụ tu trước đi. Rồi mai mốt thí dụ gặp ông thầy nào giỏi hơn thì đi. Ok, bye bye. I never buy anybody. Sư phụ không bao giờ mà cột trói ai hết. Đi rồi là thôi á, sư phụ không bao giờ mà gọi điện thoại viết thơ hoặc là kéo níu hoặc là khóc lóc kêu lại, không có vụ đó. Không bao giờ. Quý vị thí dụ mà đi tu với sư phụ rồi, sau này nói tôi không muốn theo bà nữa, ok, goodbye. We cross your name out of our list. We don't send you anything. Hiểu chưa? Là không bao giờ gửi thơ, gửi từ, gửi cái gì nữa. Nếu quý vị không muốn là cứ nói tôi không muốn. Trong cái truyền tâm ấn, cái form có nói mà. Chưa? Quý vị không tu, nếu khi mà quý vị không tu á, chúng tôi lạy quý vị đừng đến nữa, chứ đừng có nói mà kêu đến. Hiểu chưa? Không tu thôi, không đồng lý tưởng đến làm cái gì? Ngồi đó tâm thần nghĩ khác, hiểu chưa? Cũng như hai vợ chồng với nhau mà một người yêu rồi một người đi yêu kẻ khác, thì quý vị có muốn gần mấy người đó không? Thấy cái đời nó khác rồi phải không? Phải cùng nhau nó mới vui vẻ phải không? Chứ ngồi đây rồi người ngồi thừ ra đó nghĩ bên kia thì mình biết rồi, mình chẳng có muốn nói chuyện nữa. Có quý vị hiểu không? Cũng giống như tu hành cũng y như vậy thôi. Nghĩa là Phật pháp không có rời cái thế gian pháp, giống y như vậy. Cùng chung lý tưởng thì lại không cùng chung lý tưởng, thôi đi ra có chi. Đời thiếu gì chuyện làm mà phải bắt buộc nhau. Phải không? Cái gì mà đối với anh tốt thì anh cứ lấy, anh cứ dùng. Nếu nghĩ rằng không tốt thì anh đi kiếm chỗ khác. Cho nên tuy rằng sư phụ khuyên bảo quý vị ăn chay niệm Phật là tại vì quý vị muốn lại muốn nghe thôi. Còn những người nào họ không muốn, họ ngoài kia họ ăn thịt uống rượu kệ chứ, sư phụ đâu có đi ra chửi bới họ, đâu có biểu họ dẹp tiệm, đâu có biểu họ đi ăn cỏ, thấy chưa? Thí dụ như hôm qua sư phụ ngồi trên máy bay hai chỗ, từ chỗ Costa Rica tới Miami, sư phụ ngồi chung với một người khác, rồi từ chỗ Miami tới Los Angeles sư phụ ngồi chung một người khác. Hai người đó đều nói chuyện với sư phụ về vấn đề tu hành, ngồi thiền á, mà sư phụ không bao giờ mở miệng nói anh coi tôi là đại sư nè, tôi dạy thiền nè, anh muốn lại học với tôi, không bao giờ. Thứ nhất, không bao giờ mở miệng biểu họ ăn chay hết, hiểu chưa? Không phải sư phụ đụng đâu nói đó là bắt buộc người này người kia, đâu phải như vậy. Cái trường hợp nó như vậy mình phải nói như vậy, hiểu chưa? Quý vị lại quý vị hỏi thành sư phụ mới nói ra chưa, hoặc là học trò của sư phụ nó thắc mắc sư phụ mới nói, chứ đâu phải sư phụ mà đi ra bắt buộc tất cả mọi người. Thì vấn đề tu hành cũng vậy, thí dụ quý vị nghĩ rằng tu với sư phụ tốt thì lại tu, không tốt thôi đi ra, hoặc là không lại, chứ có chi phải không? Đời thiếu gì chuyện mà phải công chuyện kích người này kia làm gì mà công, mà không tu thôi. Cái lập trường sư phụ là như vậy đó. Ok, hỏi đi. Ê, đừng có quấn cái dây như vậy chứ. Nó để vậy này. Đi khăn cho chồng mày nhàng là. Don't play with the wire. And put the microphone next to your mouth. And be still and talk. Okay? Okay. Trước hết, con rất vui mừng được gặp được sư phụ. Từ đó tới giờ con chỉ coi tape và chưa được gặp mặt. Dạ, con có một câu hỏi muốn hỏi là...
chỉ có một cách thiền mới thành Phật không, hay là chỉ có cách nào khác được không? Tại vì con có đọc một quyển sách, nó chỉ một cách kêu là Ekankara của ông Paul Twitchell. Ông có nói cách về xuất hồn đi những cảnh lên những cảnh giới khác. Cái đó có giống với lại thiền hay không? Giống hay không sao không hỏi bên đó, tại chị có hỏi bên này. Dạ, chị đọc sách. Cô đọc chứ sư phụ đâu có đọc đâu, hỏi sư phụ. Hả? Bây giờ ha. Thí dụ như cái đó mà nó giống như của sư phụ á. Hả? Thì tốt. Hả? À. Nhưng mà mình phải chọn một vị thầy để mình đi theo. Thí dụ như anh Văn có rất nhiều người dạy, mình coi người ông thầy nào mà giỏi anh Văn nhất đó, mà hợp với cái trình độ của mình, mà hợp với cái ý của mình á, thì mình đi theo mình học một ông thôi. Chứ bên này nhảy trường này, bên anh Văn bên kia nhảy trường kia là chết á, chừng nói không ra được tiếng nào hết. Hả? Thí dụ có nhiều thầy dạy anh Văn đi nữa thì mình cũng phải chọn một ông thôi, hiểu chưa? Đại khái nó vậy. Mấy cái cách mà chứ khỏi cần có hỏi bên kia bên này nó giống nhau hay không, hỏi làm gì? Mấy cách mà ông Paul Thichel nói cũng giống như cũng giống thì ok, very good, then it's giống. Như vậy có nghĩa là giống. Hả? Vậy là giống rồi đó. Hãy nói giống là giống á. Nhưng mà ông đó không có nói gì thiền, ông nói về cách khác hay sao? Cách khác là cách gì? Dạ không biết. Đã nói giống rồi sao không giống? Hả? Giống là phải giống chứ. Không, cách ông tả về những cảnh giới rồi thì giống. À giống thì vậy thì chắc giống rồi. Hả? Thì chỉ có một con đường lại đây thôi, mà nếu người nào mô tả giống nhau là đúng y con đường này rồi. Hả? Ok. Con đường nào mà kệ, nếu mà nó tả nó giống vô đây gặp sư phụ là đúng rồi đó. Ok. Đi con. Có hiểu không? Sư phụ nói tiếng Việt không? Bữa nay nó cứng quá này thiệt. Nói mà cỡ muốn chết. 20 năm không có nói tiếng Anh, không có nói tiếng Việt mà. Rồi năm ngoái tới năm nay gặp người Việt Nam 2-3 lần thôi. Nói nó cứ ngắt. Nói vậy mà cũng chạy theo được cũng kỳ. Sư phụ thấy là thần thông á. Vậy là biết sư phụ có thần thông á. Phải không? Nói tiếng Việt quạt quẹt vậy mà. Whom do you think I pray to? God. I don't pray. Namo Yida Phật. No. Come. I don't pray. You meditate. Yes. Okay. I pray to myself. Okay. Thank you. Bây giờ nói đây cũng được vậy. Rồi để nói đàn đồng bào họ thấy luôn chứ chạy vô hoài trốn hoài người ta tưởng đâu mình không muốn. Hello. Bây giờ sư phụ nói ở bên đó có nghe được. Think of that. But I do pray. I pray to my own wisdom. Thank you. Bây giờ không có le lưỡi nữa. Câu hỏi con nó có tính cách hơi riêng tư. Không sao. Xíu ra đâm ra con. Ngại hả? Dạ không, con. Bà đừng có hỏi mình nói rằng người... câu hỏi giùm cho người bạn cũng dạ được. Dạ không, con sợ vậy phạm hả? Với những người tu thôi. Vậy không sao. Như sao? Thế này. Bác hỏi. Cứ hỏi hết. Hỏi hỏi trước mặt nó hay chứ. Dạ. Ok. Tại vì những người tu đó sư phụ là sau khi mà đã truyền tâm ấn rồi thì mình ngồi thiền thì mình thấy được những cái gì của cõi vô hình. Thì nguyên nhân tại sao lại không được cho những người thân nhân mình biết, ví dụ như hiểu. Con thấy hiểu rồi, hiểu cái gì rồi. Đó. Dạ, không mà... được nói cho chồng nghe. Ok, hiểu. Nghe, rồi nói liền nói liền dạ, hiểu là, rồi. Không có tại gì. Sao vậy? Không có phạm gì hết. Dạ. Tại vì như thế này, thứ nhất là cái cảnh đó là của cô thấy chứ không phải của ông chồng cô thấy. Mà cái khi mình thấy ở trong cái cảnh đó mình nói ra nó khác đi. Rồi cái người không thấy đó, họ bán tín bán nghi, nhiều khi họ công kích mình. Thứ nhất, thứ hai, mình có thể phát tâm ngã mạn. Rồi người đó tán thán mình nếu mà họ tin á, nếu họ không tin thì cái lòng tin tưởng mình nó cũng giảm bớt nữa. Nhiều khi họ dùng những cái lý luận của họ bắt bẻ mình, họ nói ai có thấy này là thấy ma, thấy này là tầm em bả, rồi cái mình có bán tín bán nghi, cái tâm thần mình nó dao động đi. Cái niềm tin của mình nó giảm xuống. Đó không tốt cho mình, tại vì niềm tin là mẹ của các công đức. Hiểu chưa? Nếu mà những người không tin họ công kích mình một chút nữa mình cũng mình chưa có tu tới mức cuối cùng mà mình thế nào mình cũng dao động, hiểu chưa? Đó là không lợi cho mình. Thứ hai, nếu mà người đó tin mình, tán thán mình, oa là mình kêu mạng, mình nói ta thấy mà anh không thấy, rồi người đó cứ theo mà cứ vuốt me mình, tán thán mình hoài, rồi mình tu thế nào cũng rớt liền. Có hiểu không? Vậy thôi, chứ không có gì bí mật cả. Thứ nhất, thứ ba nữa, quý vị có biết rằng thiên tri bất khả lộ.
nói tầm bậy tầm bạ đó ăn chút bị cúp điện vậy thôi, nó không có lợi gì cho mình hết. Ok đó, con thấy những cái điều đó mà nhà con không thấy được, ví dụ như vậy thành ra đâm ra con có thể truyền cho nhà con thấy để mà cũng như là convince ổng đã thấy như con thấy là những điều phải hay cái gì chẳng hạn có được hay không. Truyền là như thế nào, bắt ông thấy giống y như cô vậy dạ, đó hả? Cũng như con nói con thấy như vậy và con thấy những cô cái kể điều thôi đó. Kể cho ông nghe thôi, thí dụ như mà nói ra cô tin được đi nữa đó ha, thì nó cũng được nhưng mà có hại cho cái người tu đó, hiểu chưa? Sợ rằng nói không được thôi, tại những cái cảnh bên trên nói không được, nhưng mà sư phụ cũng đâu có cấm họ nói. Sư phụ nói rằng quý vị có thể nói ra là nó tôi tu được, tôi có thể nghiệm. Thí dụ như sư phụ nói rằng thì tu thì có thể thấy những cảnh giới kia, có những cái ánh sáng của Phật trời, tôi có thấy nhưng mà không có được nói ra những cái chi tiết thôi. Thí dụ nói là ngày nào tháng nào tôi thấy ông Phật bay lớn như nè, bay bự như nè, hoặc là sư phụ dắt tôi đi cảnh này chỗ kia, nó chỗ đó nó có cái gì cái nọ cái kia, không được nói như vậy. Tại vì cái chi tiết trên đó mình không thể nào diễn tả được bằng cái tiếng của ngôn ngữ trần gian. Làm ra nó hơi khó. Thí dụ mà cô đi học đại học ha, rồi cô nói chuyện với mấy người không có vô đại học bao giờ, rồi cô dùng ngôn ngữ gì cô diễn tả hả? Hoặc là cô đã có chồng rồi, còn em nhỏ nó mới mười mấy tuổi, nó chưa biết chồng con là gì. Bây giờ cô nói chuyện chồng vợ với nó, nói chuyện mà yêu đương với nó không hiểu. Hiểu chưa? Nên nó là những cái cảm giác bên trong, cái chuyện yêu đương trần gian mà có thể diễn tả được đó, mà còn không diễn tả được thay, huống chi là những cái chuyện mà vượt trần gian, làm sao mà diễn tả được. Càng nói nó càng làm cho cái kinh nghiệm nó thấp kém thêm lên đấy. Hả? Mạng ý không? Thì sư phụ sợ nói không có được đủ, nhưng mà chắc quý vị hiểu được cái trung điểm phải không? À, vậy đó thôi, không có gì đâu. Cho nên phải nói là thiên hạ vốn vô sự. Lão Tử đó, Lão Tử cái bằng khai ngộ rồi cái nói thiên xa bình ủ sự, là ở trên cõi trời đất này không có chuyện gì phải làm cả, ta mới nói là vô vi. Rồi bây giờ những người khai ngộ đó họ vẫn tiếp tục họ làm, thí dụ họ làm tổng thống, họ tiếp tục họ làm tổng thống, họ làm thầy tu, ông thầy chùa, họ tiếp tục họ làm thầy chùa, nhưng mà họ biết rằng họ làm cái này để cho nó hết cái gánh thôi, hết cái giờ thôi. Ví dụ bây giờ lỡ cái contract với ông đạo diễn nào đó, bây giờ anh diễn cái tuồng đó mà mặc dù anh không có nhận diện anh là một cái người trong tuồng đó, nhưng mà bây giờ anh hết muốn làm tài tử điện ảnh rồi, nhưng mà lỡ cái contract nó ký rồi thì mình làm tiếp, mà làm xong rồi mình dẹp, hiểu chưa? Còn những người mà họ còn say mê cái nghề điện ảnh đó thì họ hết ký contract này họ ký contract khác, hiểu chưa? Họ chưa làm xong cái nghề này, họ chưa xong cái gì cái vai trò này đó, họ bắt đầu họ ký cái dây tuồng khác rồi thì kể họ chứ, hiểu chưa? Nhưng mà những cái người tiếp tục làm trò đó còn nhiều khi công kích, còn muốn lôi cái người mà muốn chạy ra ngoài đó, không có được nè, trời cái nghề hay vậy mà sao anh bỏ đi hả? Không được, không có anh thường sau tôi đóng cái vai đào thương, thí dụ vậy đó, rồi nhất định phải lôi vô. Thành ra nhiều người mình đi tu cũng vậy, người ngoài người ta không muốn tu mà người ta cứ lôi kéo mình hoặc là người ta công kích mình, là cái đó là nó như vậy thôi, chứ họ không phải là xấu cái gì. Cho nên sư phụ cũng đông có giận dỗi gì ai, hiểu chưa? Thầy sư phụ dòm thấy nó giống như trò chơi thôi. Nhưng mà nói thì sư phụ biết như vậy, nhưng mà nhiều khi quý vị khổ, sư phụ cũng bị khổ lây, vừa biết không phải mà vừa khổ lây. Thí dụ như thế này, thí dụ quý vị sanh con ha, quý vị đàn bà sanh con ha, sanh thì biết nó đau khổ, nhưng mà chút rồi có con rồi khỏe vui lắm. Nhưng mà cái lúc mà thấy đứa con gái của mình nó đang sanh sản đó, rồi nó đau, nó khổ, nó khóc, mẹ cũng chảy nước mắt vậy. Biết rằng cái điều đó là sau này sẽ đem lại nguồn vui cho gia đình, mà nó qua một chút rồi nó hết thôi. Nhưng mà người mẹ thấy con vật lộn hết rồi sanh không ra đó, rồi đau khổ trong cái lúc mà thai nghén, người mẹ cũng đau khổ vậy. Nhưng mà người mẹ đã từng đi qua con đường đó rồi, biết rằng không có gì quan trọng, mà thấy nó mửa, nó ho, nó ói, rồi sanh sau cũng mệt lắm chứ, phải không? Thì bởi vậy sư phụ mới đau khổ với quý vị, mới cảm được cái niềm, cái sự khốn, cái sự khát vọng của quý vị, cái sự dằn vặt ở trong cuộc đời này. Nhưng mà sư phụ một bên thì biết dằn vặt, một bên thì đau khổ.